truyền thông Anh, ông Trump có 66% cơ hội chiến thắng bầu cử Tổng thống Mỹ. Điều gì xảy ra nếu Trump và Harris hòa phiếu đại cử tri? Bà Harris nỗ lực bứt tốc sát ngày bầu cử. Ông Trump có 66% cơ hội chiến thắng bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị các bạn, chỉ còn vài ngày nữa bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 chính thức diễn ra. Hai ứng cử viên đang tiếp tục bám đuổi sát sao trong cuộc đua gay cấn nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Hàng loạt các cuộc thăm dò dư luận cùng những phân tích đánh giá liên tục được đưa ra với những nhận định về kết quả bầu cử. Mới đây nhất, truyền thông Anh đã đưa ra nhận định gây chú ý về cục diện bầu cử Mỹ năm 2024. Theo đó, tờ Telegraph của Anh cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng có cơ hội chiến thắng bầu cử trong bối cảnh cục diện tại các bang chiến trường đang nghiêng theo hướng có lợi và tổ chức thăm dò uy tín đều đánh giá ông Trump vượt lên rõ rệt. Theo báo Anh Telegraph, dự báo từ các tổ chức nghiên cứu tại Mỹ cho thấy ông Trump đang chiếm ưu thế tại các bang chiến trường. Theo tổ chức phân tích 538, ông có 51% cơ hội chiến thắng. Nhà nghiên cứu người Mỹ Nate Silver đưa ra con số 53%, trong khi tờ The Economist đánh giá ông Trump có tới 54% cơ hội. Một công ty dự báo tại Anh cũng ghi nhận ông Trump đã vượt qua ngưỡng 50% cơ hội chiến thắng. Báo Anh đánh giá cơ hội chiến thắng bầu cử của ông Trump hiện tại là 66%. Nguyên nhân chính đến từ việc ông Trump đang ngày càng cải thiện vị thế tại 7 bang chiến trường, đặc biệt là Arizona, Nevada, Bắc Carolina và Georgia. Tuy nhiên, để nắm chắc chắn chiến thắng, ông Trump cần thêm một bang chiến trường nữa và khả thi nhất là Pennsylvania, nơi có các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ nghiêng về phía ông Trump. Theo Telegraph, có hai yếu tố chính được cho là giúp ông Trump tiến gần hơn đến chiến thắng. Thứ nhất, việc cử tri Cộng hòa sẵn sàng đi bầu tăng vọt ở bang Pennsylvania và tỷ lệ cử tri đi bầu sớm cao khác thường ở Nevada cho thấy ông Trump nhận được sự ủng hộ rất lớn. Mặc dù phe Dân Chủ và Cộng hòa đều đẩy mạnh vận động tranh cử, nhưng chiến dịch của ông Trump nhấn mạnh vào vấn đề lạm phát và khó khăn trong cuộc sống, khiến nhiều người nhớ tới thời kỳ kinh tế ổn định mà ông từng dẫn dắt. Thứ hai, chiến dịch vận động của ông Trump thường tạo ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của cử tri. Ví dụ như việc gần đây, ông Trump đứng trên khoai tây ở cửa hàng McDonald's. Đây là điều mà bà Harris không thể làm được. Một số cử tri chưa quyết định, dù số lượng không lớn, cũng bắt đầu nghiêng về phía ông Trump. Tình hình quốc tế căng thẳng, đặc biệt là xung đột toàn diện ở Trung Đông, có thể giúp Trump ghi điểm nhiều hơn với cử tri. Người dân Mỹ kỳ vọng ông Trump sẽ tái xuất và giúp chấm dứt và hạ nhiệt các cuộc xung đột. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ của ông Trump, đang gặp thách thức trong việc lôi kéo sự ủng hộ của cử tri. Sự ủng hộ đối với bà Harris từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, đặc biệt là nam giới ở các bang quan trọng như Georgia và Pennsylvania, đang có dấu hiệu suy giảm. Ngoài ra, bà Harris cũng gặp khó khăn cho việc thu hút cử tri gốc Tây Ban Nha và những người trẻ theo đường lối tiến bộ, một phần vì quan điểm của bà về Israel. Nhiều cử tri trung lập miêu tả bà là người tốt bụng và như một người gì, nhưng lại nghi ngờ về khả năng lãnh đạo. Dù ông Trump đang dẫn trước, bà Harris vẫn có 34% cơ hội chiến thắng. Theo báo Anh, không phải lúc nào dự báo dựa trên các cuộc khảo sát được chính xác. Tình hình trên thực địa có thể thay đổi do các yếu tố địa phương. Chẳng hạn như ông Trump có thể mất phiếu bầu vì ứng viên thống đốc Cộng hòa vướng bê bối ở bang Bắc Carolina. Báo Mỹ hàng đầu từ bỏ truyền thống chọn phe trong bầu cử Mỹ. Tờ Washington Post, báo hàng đầu của Mỹ tuyên bố trung lập trong cuộc bầu cử năm nay, từ bỏ truyền thống ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ trong gần 4 thập kỷ. CEO của báo cho biết trong bài viết đăng trên trang chủ hôm 25 tháng 10 rằng Washington Post sẽ không ủng hộ ứng viên tổng thống nào trong cuộc bầu cử năm nay hay bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào trong tương lai. Ông cho rằng nhiệm vụ của báo chí là cung cấp tin tức phi đảng phái cho người dân Mỹ, cũng như đưa ra quan điểm có cơ sở và mang tính khơi gợi, giúp độc giả có thể tự đưa ra quyết định. Washington Post thường đưa ra những tuyên bố ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mỹ từ năm 1976, chỉ trừ năm 1988, tất cả ứng cử viên đều là của đảng Dân Chủ. Đây là lần đầu tiên Washington Post không làm điều này sau 36 năm. Công đoàn của tờ báo Washington Post bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của ban biên tập. Một số độc giả trung thành đã hủy đăng ký báo. Một bài viết khác trong một phong cách của Washington Post dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết ban biên tập đã soạn sẵn tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, song bị tỷ phú Jeff Bezos, chủ sở hữu báo, chặn lại. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo Washington Post nói với hãng AFP rằng đây là thông tin không chính xác. Chiến dịch tranh cử của bà Harris chưa đưa ra bình luận, trong khi chiến dịch của ông Trump cho rằng Phó Tổng thống Mỹ tệ đến mức Washington Post quyết định không bao giờ ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào nữa. Washington Post là tờ báo lớn thứ ba của Mỹ sau New York Times và The Wall Street Journal.
Báo chí Mỹ hiện không còn nhiều tiếng nói về chính trị như trước, song Washington Post vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng của mình trong giới tinh hoa. Trước Washington Post, một tờ báo lớn khác của Mỹ là Los Angeles Times cũng quyết định sẽ không ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Chủ sở hữu của Los Angeles Times đã ngăn ban biên tập ra tuyên bố ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, báo New York Times tuyên bố hậu thuẫn phó tổng thống Mỹ từ hồi tháng 9, khẳng định bà là lựa chọn yêu nước duy nhất cho vị trí tổng thống và không có ứng cử viên nào xứng đáng làm người đứng đầu Nhà Trắng hơn. Bà Harris ngày 25 tháng 10 tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Philadelphia Inquirer, tờ báo lớn nhất tại bang chính trường Pennsylvania. Ông Trump cùng ngày được báo New York Post ra tuyên bố ủng hộ, khẳng định nước Mỹ sẵn sàng để Donald Trump, người hùng ngày nay, trở lại chức vụ tổng thống. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump và bà Harris hòa phiếu đại cử tri? Nếu ông Trump và bà Harris đều giành được 269 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử năm nay, Hạ viện Mỹ sẽ quyết định ai là tân tổng thống. Tại Mỹ, cử tri không trực tiếp bầu tổng thống theo phổ thông đổ phiếu mà thông qua đại cử tri đoàn, gồm 538 đại cử tri. Các bang được phân bổ theo số lượng đại cử tri theo quy mô dân số và hầu hết áp dụng cơ chế người thắng lấy hết, nghĩa là ứng viên thắng phiếu phổ thông ở bang nào sẽ được trao toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Để đắc cử, ứng viên cần nhận tối thiểu 270 phiếu. Hai ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang bám đuổi sát sao trong các cuộc khảo sát và tại bảy bang chiến trường, khiến kết quả trở nên khó đoán. Thậm chí có thể dẫn đến kịch bản chưa từng thấy, đó là cả hai ứng cử viên hòa nhau về số phiếu đại cử tri. Lịch sử hiện đại Mỹ chưa từng ghi nhận trường hợp hai ứng viên có số phiếu đại cử tri ngang nhau. Nhưng giới chuyên gia cho rằng, việc ông Trump và bà Harris năm nay cùng đạt 269 phiếu không phải là điều bất khả thi. Trang thăm dò 538 ABC sử dụng mô hình máy tính để thực hiện 1.000 cuộc bầu cử giả định, trong đó nêu ông Trump và bà Harris hòa phiếu trong 4 kịch bản. Trong những tình huống như vậy, tu chính án thứ 12 trong hiến pháp Mỹ sẽ được kích hoạt, trong đó quy định Hạ viện lựa chọn tổng thống, còn Thượng viện lựa chọn phó tổng thống. Trong cuộc bỏ phiếu năm nay, cử tri Mỹ không chỉ bầu tổng thống mà còn bầu lại 100 ghế Thượng viện và 435 ghế Hạ viện. Ứng viện khóa mới sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 3 tháng 1 năm 2025. Hạ viện Mỹ khóa mới sẽ họp vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 để kiểm đếm và xác nhận phiếu đại cử tri. Nếu Trump và bà Harris đều giành được 269 phiếu đại cử tri, cơ quan này sẽ tuyên bố bầu cử theo nghị sĩ đoàn để quyết định ai là người đắc cử. Các ứng viên trong cuộc bầu cử, đặc biệt là 3 người có nhiều phiếu phổ thông nhất. Thay vì bỏ phiếu với tư cách là 435 nghị sĩ riêng lẻ, nghị sĩ đoàn của một số bang chỉ có 1 phiếu, đồng nghĩa Hạ viện có tổng cộng 50 phiếu bầu tổng thống. Các nghị sĩ trong đoàn đại biểu quốc hội của một bang sẽ tự nhất trí về lá phiếu của mình. Ứng viên nhận quá bán 26 phiếu nghị sĩ đoàn sẽ đắc cử. Hạ viện Mỹ sẽ liên tục bỏ phiếu cho đến khi một ứng cử viên nhận đa số phiếu và chiến thắng. Cục diện Hạ viện đang có lợi cho Đảng Cộng Hòa do phe này nắm thế kiểm soát tại 26 bang, Đảng Dân Chủ nắm 22 bang, còn Minnesota, Bắc Carolina có số nghị sĩ lưỡng đảng bằng nhau. Cơ cấu này có thể thay đổi sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Dự báo cho thấy Đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát 28 bang, Đảng Dân Chủ 18 bang, còn 4 bang có số nghị sĩ lưỡng đảng ngang ngửa. Điều này đồng nghĩa ông Trump có cơ hội thắng cao hơn nếu bầu cử theo nghị sĩ đoàn diễn ra. Thượng viện sẽ quyết định phó tổng thống từ hai ứng cử viên nhận nhiều phiếu nhất. Mỗi thượng nghị sĩ sẽ bỏ một phiếu, ứng cử viên cần nhận 51 phiếu trong tổng số 100 phiếu để chiến thắng. Hai ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ lần lượt là J.D. Vance và Tim Walz. Nếu Hạ viện không quyết định được tổng thống trước trưa ngày tuyên thệ nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025, phó tổng thống đắc cử sẽ giữ vai trò quyền tổng thống cho đến khi phá thế bế tắc. Trong trường hợp Thượng viện cũng không quyết định được tân phó tổng thống trước 21 tháng 1 năm 2025, đạo luật tổng thống kế nhiệm quy định chủ tịch Hạ viện sẽ đảm nhận vai trò điều hành đất nước cho đến khi chọn được tổng thống và cấp phó. Chỉ dấu dự báo ông Trump hay bà Harris sẽ thắng bầu cử tổng thống Mỹ. Không ai có thể biết chắc chắn ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump hay ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ chiến thắng bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ có thành tích dự đoán khá tốt người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Kể từ năm 1928, S&P 500, chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ, đã chỉ ra người chiến thắng 20 trên 24 cuộc bầu cử. Khi S&P 500 tăng trong 3 tháng trước ngày bầu cử, đảng đương nhiệm đã giữ được Nhà Trắng trong 12 trên 15 lần bầu cử, và đảng cầm quyền thua 8 trong 9 lần gần nhất khi thị trường chứng khoán giảm trước khi bỏ phiếu. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử 5 tháng 11,
S&P 500 đã tăng 11,8% kể từ tháng 8. Giả sử thị trường chứng khoán Mỹ không giảm mạnh trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, thì xu hướng lịch sử rõ ràng đang ủng hộ bà Harris. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cảnh báo. Không may cho bà Harris đó là cử tri dường như không liên kết hiệu suất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán với nền kinh tế đang hoạt động tốt. Trong khi ước tính có tới 61% số người Mỹ sở hữu cổ phiếu, thì một bộ phận lớn cử tri không tiếp xúc với thị trường. Trong cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng được công bố vào tuần này, 62% cử tri đã đăng ký, bao gồm phần lớn đảng viên Cộng hòa và Độc lập, đánh giá tình trạng của nền kinh tế là tồi tệ. Sự u ám đang lan rộng, mặc dù thực tế là hầu hết các số liệu cho thấy, bao gồm cả tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp, nền kinh tế Mỹ đang hoạt động ở mức tốt. Bà Harris nỗ lực bứt tốc sát bầu cử. Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 24 tháng 10 cùng cựu Tổng thống Barack Obama đã đến vận động tranh cử trước 20.000 khán giả, chủ yếu là người da màu, tại thành phố Clarkston, bang Georgia, trong nỗ lực tăng tốc khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tuần tới. Nhưng sự xuất hiện của ông Obama cũng không ngăn được nhiều khán giả bỏ về sớm khi bà Harris đang phát biểu để thuyết phục họ bỏ lại nỗi sợ hãi và chia rẽ để bước sang trang mới trong nền chính trị Mỹ. Giới quan sát cho rằng, trong thời gian đầu bầu cử, bà Harris thường tự nhận mình là kẻ yếu thế trước cựu Tổng thống Donald Trump. Lập luận này là một trong những cách bà thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho mình. Nhưng sau 3 tháng, khi cuộc bầu cử đã đến rất gần, các cố vấn và đồng minh hàng đầu của ứng viên Đảng Dân Chủ đang lo lắng điều đó có thể vẫn đúng. Một số trợ lý và cố vấn của bà Harris cho hay họ không khỏi cảm thấy hoang mang khi bà đang gặp khó khăn trong việc thu phục các nhóm cử tri quan trọng. Phó Tổng thống được cử tri nữ ủng hộ mạnh mẽ nhưng có vấn đề rõ ràng với nam giới, trong đó có cả nam giới da đen và đàn ông da trắng thuộc tầng lớp lao động. Bà cũng không củng cố được lực lượng ủng hộ trong cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập ở bang Michigan, những người đã thất vọng vì cách chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden xử lý cuộc xung đột hiện nay đang lan rộng tại khu vực Trung Đông. Một số đảng viên Dân Chủ cho hay ký ức về chiến dịch bầu cử năm 2016 khi bà Hillary Clinton đã thua sốc trước ông Donald Trump vẫn ám ảnh họ trong cuộc đua năm nay, và họ không muốn lịch sử lặp lại.